mọi người, bây giờ là 5 rưỡi sáng và Hương đang bắt đầu make up để quay cho MV mới của mình. Chắc là mọi người cũng chờ đợi rất là lâu rồi cho cái sự trở lại này. Và Hương còn háo hức, kiểu như là còn suy nghĩ và lo lắng gấp nhiều lần ấy. Bởi vậy là hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Rất là mong muốn đêm âm nhạc của mình trở lại cho mọi người nghe. Cảm ơn. Hoang mang nè, đang chờ quay thôi. Bà chủ ơi, sắp bốc trà đá, đang ngồi ghế trà đá gì đây, trà chanh gì đấy, mấy cái đèn đấy. Đây à, đây là nơi ăn uống trà, đi uống trà đá. Nhà muốn đi uống trà chanh sang chảnh, đúng điệu là phải mặc như thế này. Bảo vệ váy cho anh chị, phải trải thẳng ra để cái váy không. Đây là lần đầu tiên được làm việc với chị Hương thì chị Hương diễn rất ok. Mình không nghĩ chị Hương ở ngoài có thể diễn được như thế này. Nói đi, sao chị buồn? Chị buồn mà. Chị buồn mà. Sao? Sao buồn? Chị không bỏ đón. Quay một ngày hôm cho ăn uống. Chân thành tới nhà thiết kế Công Trí đã cho Hương mượn hai bộ đầm vô cùng xinh đẹp để được quay MV ngày hôm nay. Cũng gửi lời cảm ơn tới nhà thiết kế Đăng Lê đã mang cho Hương một bộ đầm cắt áo vô cùng là đẹp nữa. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tới HK Film đã tài trợ cho Hương quay cái MV này. Và cảm ơn Nail Stitch, những bộ nail vô cùng xinh xắn và đặc biệt. Hy vọng là mọi người sẽ thích MV Chuyện Thần Tiên và nghe và xem thật nhiều nhé.